Đô Quốc Hiền kính chào quý vị, lúc này đang là buổi sáng ngày 12 tháng 4 năm 2018 và chúng tôi trân trọng giới thiệu 10 đôi câu đối gỗ gõ đỏ và gỗ gụ đang có trên màn hình đây. Đây là hình ảnh chúng tôi đang quay tại tầng 2 khu B của Đô Quốc Hiền. Thưa quý vị, lúc nào trong cửa hàng chúng tôi cũng có hàng chục đôi và câu đối cũng như là cuốn thư Hoành Phi. Thế mà trong đó thì đây là cái mẻ độ chục đôi là chúng tôi vừa mới sơn xong, nó còn mới cứng và đang để ở tầng 2 phía sau của khu B, còn đằng kia là phía trước sâu thông tẩm kia. Thì tôi nhìn qua ở đây thì có những nội dung như là Hưng Gia Hữu Đạo Xuân Thường Tại, bên kia là Thịnh Nghiệp. Thế đôi khác thì là Tổ Tông Công Đức Thiên Liên Thịnh, Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Đây Tử Hiếu Tôn Hiền đây, bên này. Và các cái còn nội dung khác nữa như là Cúc Dục Ân Thâm Đông Hải Đại, Sinh Thành Nghĩa Trọng Thái Sơn Cao. Đôi trong này nữa tôi nhìn thấy chữ Đức đây. Một bên là Đức Thừa Thiên Thổ Thiên Liên Thịnh, bên kia là Phúc Ấm Nhi Tôn Bách Thế Vinh. Và còn cả những đôi khác là Phúc Sinh Phú Quý Gia Đường Thịnh, bên kia là Lộc Tiến Vinh Hoa Tử Tôn Hưng. Như vậy là một loạt các cái nội dung khác nhau là chúng tôi đang làm sẵn sàng đây. Có một số bác là cần lấy ngay, là đến ngắm nghía và chọn đôi nào ưng là bê gọi xe lên đường luôn. Và hiện nay ở đây mỗi một bộ cuốn thư câu đối bằng gỗ gõ đỏ vẫn bán ổn định bằng mấy năm nay là 25 triệu một bộ. Một cuốn thư và một đôi câu đối dài 1m97 bán cho ai như vậy. Còn thì đây là giá tại cửa hàng. Ngoài ra thì có cả các cái đôi ngắn hơn. Đây, đôi ngắn hơn là ở cái tầm đây, quý vị nhìn thấy cái đôi nó thấp xuống như này, Tử Hiếu Tôn Hiền đây. Đôi này cao 1m53. Thì là ví dụ đi với, thì đôi này là so với đôi cuốn thư dài là giảm được 1 triệu. Và đưa so với cái đôi câu đối loại 1m97 là giảm được 1 triệu. Còn cuốn thư đây chúng tôi cũng có đủ 3 cỡ. Là cỡ dài 1m97 là cái bên trong cùng đây. Và cái bên ngoài sáng sáng hơn đây là 1m53 là cỡ 3. Còn ở giữa là 1m75 x 81. Như vậy có 3 cỡ. Với các cái mức giá là cuốn thư là 13, 12 và 11. Còn câu đối ở hai mức là 12 và 11. Còn những cái quả bầu này là 9 triệu. Như vậy là bán ổn định giá và bán công bằng, ai cũng như ai. Ổn định nhiều năm nay là như vậy. Mặc dù mỗi một năm là tiền công có nhích lên và tiền gỗ có nhích lên, nhưng mà chúng tôi sản xuất số lượng lớn cho nên vẫn điều chỉnh giữ được cái giá gốc để mà bán cho, giao cho khách hàng, giá rất là ổn định. Ngoài ra thì trong cửa hàng đây cũng còn hàng nghìn cái thứ đồ khác, giường, tủ, bàn, ghế, tranh tượng vân vân. Trân trọng kính mời quý khách bớt chút thời gian về tham quan mua sắm tại Đồ Gỗ Đức Hiền theo hai số điện thoại này. Chúng tôi nằm tại làng nghề mộc Đại Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, tức là phía nam của nội thành là chừng 30 km, và ở phía trên Phủ Lý chừng 30 km. Chúng tôi là cách đường quốc lộ 1 vào là 4 km, và cô bác đi từ Hà Nội xuống thì có thể chọn lựa chọn một cái phương pháp rất là dễ là ngồi ô tô bus từ bến xe Giáp Bát, chọn xe 6D chỉ hết có 9.000 là từ Giáp Bát về tới Đồ Gỗ Đức Hiền. Cứ bảo cho tôi xuống Đồ Gỗ Đức Hiền là này là tài xế người ta biết. Trạm gần cuối cùng của xã Tân Dân, của toàn tuyến. Vâng, tạm biệt quý vị tại đây.